là bởi vì bà Thánh Teresa nói bà tội nghiệp chờ đợi trên thiên đàng và cười. Bởi vì chị chết năm 24 tuổi. Chết năm 24 tuổi. Sống vào thế kỷ thứ 19-20 mà phải nói rằng là cứ gì văn minh rồi cho nên là chị có hình ảnh. Và nếu cứ nhìn hình ảnh phải nói chị là một người rất đẹp, một người con gái rất đẹp, mà chết ở tuổi 24 thì cái tuổi đẹp lắm của cuộc đời. Chúng ta chỉ cần biết một chút thôi về con người này, về người con Thi, chúng ta cũng yêu đến Ngài, rồi cầu nhờ Ngài cầu nguyện cùng Chúa cho cái hoạt động này. Chị được sinh ra trong một gia đình đạo đức ở Pháp, gia đình khá đông con, chị là con út. Cái không may của chị đó là mẹ chết sớm, lúc chị cũng còn bé. Và rồi cái không may đó lại bù vào, đó là người cha của chị vì đạo đức lắm cho nên yêu chị luôn cả tình yêu của mẹ lẫn của cha. Rồi được các chị em trong gia đình cũng bao bọc chở che. Ngay từ khi còn bé, Teresa đã có một vài cảm nhận. Cảm nhận như tên mình được ghi ở trên trời. Rồi cảm nhận là mình sẽ vào nhà giàu. Cảm nhận, đại khái là những cảm nhận đạo đức như vậy. Để rồi tới một ngày kia chị còn bé lắm mà chị đã xin vào nhà giàu. Và dĩ nhiên luật giàu lúc ấy chưa cho phép. Chị phải sang tới tòa thánh gặp Đức Giáo Hoàng để xin được gia nhập một dòng. Mà ở đây quý vị nên biết một chút, có nhiều loại dòng. Chúng tôi đi tu làm linh mục, chúng tôi ở trong đại chủng viện. Một số người khác đi tu ở nhà dòng, nhưng một số người khác ở trong nhà dòng gọi là dòng tín. Vào đó thì coi như là cắt đứt mọi cái sinh hoạt ở bên ngoài. Họ chỉ ở trong cái bao bọc của cái khuôn viên của tu viện để miệt mài cầu nguyện. Đó. Giáo hội nhìn những con người này như vậy này. Nếu chúng tôi là những người ở ngoài chiến tuyến, phải giúp đỡ, phải làm việc cách này cách khác, cho nên cái nguồn để cho đứng vững mà làm việc nghiêm túc đó phải có, giống như là đạn vậy đó, trong một cuộc chiến đấu phải có đạn. Thế thì trong đời sống chiến đấu tâm linh giúp mọi người, đạn đó chính là đời sống cầu nguyện. Thì chị Teresa chọn con đường đó, tức là ở hậu phương, còn những người ra ngoài xứ như vậy là tiền tuyến, ở đấy tiếp đạn cho tiền tuyến bằng cách đó là cầu nguyện, đọc kinh, lần chuỗi, dâng thánh lễ. Chị miệt mài với điều đó. Thôi thì chúng ta chỉ cần biết tiểu sử của chị ngắn gọn như vậy thôi. Cái điểm nổi bật của chị Teresa là chị sống đời sống bác ái rất cao trong cộng đoàn, trong chị em với nhau. Chị luôn luôn thấy tất cả những điều người khác làm cho mình là một hồng ân, ngay kể cả những điều phiền hà. Chị đã biến ngay những chuyện phiền hà đó trở thành một ân sủng. Chị không cảm thấy là phiền hà, mà chị luôn tạ ơn Chúa, rồi yêu thương những người ở bên mình. Trước khi chị chết, chị có một cái tâm nguyện này. Khi nào ơn gọi, chị viết ở trong cái cuốn tiểu sử của mình đó, ơn gọi của tôi là tình yêu. Cho nên xác định là cả cuộc đời mình sống mình sẽ yêu. Và khi nào tôi chết trên thiên đàng, tôi sẽ cầu xin Chúa tuôn đổ hoa hồng, có nghĩa là ân sủng xuống cho con người. Và trong lịch sử của giáo hội thì rất rất nhiều người khi đến với chị cũng được ơn. Chắc có lẽ anh nhạc sĩ Thành An này cũng được ơn chăng, rồi chọn chị làm quan thầy cho cái gia đình, cho cái hoạt động của mình. Thôi thì các bà cũng lớn tuổi rồi, cho nên con chia sẻ một cách ngắn gọn thôi. Tóm lại, chị là một người còn trẻ, một người cũng trải qua một căn bệnh rất đau đớn. Nếu bây giờ thì mai là sống được tí nữa, bệnh phổi. Và có lẽ vì bệnh tật cho nên cũng thông cảm với cái tuổi già, đau yếu nay, đau mai yếu nay, nhức mỏi các thứ chị cũng thông cảm. Chúng ta cầu nguyện với chị, xin chị cầu nguyện với Chúa trợ. Rồi chị là người yêu người khác lắm, cho nên phải chăm bệnh chân. Cái gia đình này cũng đang muốn chia sẻ tình yêu. Thực ra có thể món quà thì không phải lớn, nhưng cái tình người, tình Chúa, tình yêu được gói trong đó lớn. Và có vì điều đó cần thiết cho quý ông quý bà ở đây. Có thể nhiều người ở đây không đến nỗi quá túng thiếu, nhưng cái tình yêu, sự chăm sóc, quan tâm là một điều cần thiết đối với những người lớn tuổi. Vậy thì vài tư tưởng về chia sẻ ngắn gọn vậy, cầu chúc các bà luôn sống trong yêu thương, trong hạnh phúc.
để nói lên cái hương vị Tết. Và cái lời mà thầy Vũ Thịnh An nói đến các cụ nè: xin tạ ơn trời đã tuôn ơn lành xuống cho chúng con, xin trả công cho những người thương đến chúng con. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc các cụ được mạnh khỏe, sống lâu, vui vẻ và bình an luôn. Thầy Phó Tế Vũ Thành An đại diện những người thương kính các cụ. Nếu mà các cụ không tiện ăn ở đây, cứ việc mang về nhà, thỉnh thoảng dùng rịnh rụng nhé, không sao cả, rất tự nhiên. Bởi vì có khi ở chỗ này răng nó xẹo xạo rồi, ăn mà nó gấp gáp nó ngon không sao, cứ việc tự nhiên. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một cành hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xuân vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Được thua thì cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Khởi đầu từ năm 2002, bằng số tiền bán được những CD thánh nhạc của Phó Tế Vũ Thành An, 30 cụ già tại dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã được trợ cấp gạo hàng tháng. Được sự cộng tác của nhiều thân hữu, năm 2004, Teresa Charities, quỹ từ thiện Teresa, một hội thiện nguyện, non-profit organization, có quy chế 501c3 đã được thành lập. Và chỉ sau 2 năm hoạt động, quỹ từ thiện Teresa đã được gia nhập cơ quan CFC của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và được xếp vào danh sách Hội Từ Thiện Quốc tế tại Mỹ. Hiện nay, quỹ từ thiện Teresa phục vụ trên 15.000 cụ già không phân biệt tôn giáo tại Việt Nam, trải dài trên nhiều giáo phận từ Bắc, Trung, Nam. Hồ sơ tài chính và danh sách các địa điểm đã có trên teresacharities.org. Ngoài việc mua gạo phân phối thường xuyên cho các cụ, quỹ từ thiện Teresa còn có chương trình Lazaro, phục vụ tận nhà hàng trăm các cụ quá già yếu bệnh tật, thăm hỏi, tắm giặt, dọn dẹp, nấu ăn cho các cụ tại Bùi Chu, Huế, Quảng Trị, Thái Bình. Ngoài ra, quỹ từ thiện Teresa còn giúp chương trình cứu sinh mạng thai nhi tại Huế, Đà Lạt, Long An. Những em bé này đáng lẽ đã chết vì nạn phá thai, nhưng nay được sống vui, khỏe mạnh. Quỹ từ thiện Teresa đã giúp cho 35 chị em lỡ lầm không phá thai, giúp cho các chị sinh nở mẹ tròn con vuông, và quỹ từ thiện Teresa hiện đang nuôi dưỡng 12 em bé đã cứu được. Sổ sách tài chính của quỹ từ thiện Teresa hàng năm đều được qua thủ tục kiểm toán, audit chặt chẽ của các chuyên viên tài chính của Mỹ. Từ năm 2008 đến nay, quỹ từ thiện Teresa đã được công nhận và hàng Best in America, đứng trong số 0.02% hàng đầu danh sách các cơ quan từ thiện tại Mỹ của tổ chức Independent Charity. Quỹ từ thiện Teresa được sự cộng tác chặt chẽ của các đức tổng giám mục, giám mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ các tôn giáo và hàng ngàn thiện nguyện viên khắp nơi để bảo đảm sự trợ giúp đến tận tay các cụ. Năm 2005, chúng tôi đã xin phép Đức Tổng Giám mục Portland, Oregon, Hoa Kỳ thành lập The Family of Saint Teresa of the Child Jesus, tức là Gia đình Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, bước theo con đường thơ ấu của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, và đã được chính thức công nhận bằng một nghị định vào ngày 8 tháng 12 năm 2009.
gia đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã được Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cho phép hoạt động tại giáo phận Đà Lạt từ ngày 12 tháng 1 năm 2010. Gia đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu hiện có mặt trên các giáo phận Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái Bình, Huế, Sài Gòn, Mỹ Tho, Đà Lạt, Hà Nội và Quezon City, Philippines. Đang tham gia vào các hoạt động của Quỹ Từ Thiện Teresa, đi phục vụ trực tiếp các cụ già nghèo khổ. Từ tháng 7 năm 2010, Quỹ Từ Thiện Teresa gia nhập Caritas Việt Nam thuộc Ủy ban Bác Ái Xã hội của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chỉ một số tiền rất nhỏ, một vài đô la, quý vị đã có thể giúp cho một cụ già có cơm ăn cả tháng. Xin quý vị tiếp tay với chúng tôi để đem lại một chút an ủi vào chuỗi ngày cuối đời của những kiếp người khốn khó. Dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Quỹ Từ Thiện Teresa trân trọng kính mời. Kìa trăm năm là kiếp khổ đau kia luôn chồng chất, cùng sẻ chia một chút tình tâm lòng.